Khi tôi học Phật, lúc đó còn rất trẻ, cuộc sống vô cùng vất vả. Kết thúc kháng chiến, đất nước bị chiến tranh, hình như năm 23 tuổi tôi đến Đài Loan. Cuộc sống vô cùng vất vả. Miễn cưỡng sống một mình, khổ không thể nói hết. Muốn học, học phải đóng học phí, không có tiền đóng học phí. Nghe tên thầy Phương Đông Mỹ, phát hiện thầy là người đồng thành, quê cũ của mình. Tôi đã viết một lá thư nói về cuộc sống của mình, gửi một bài văn cho thầy xem, mong thầy đồng ý cho tôi đến dự thính môn học của thầy. Thầy dạy ở trường đại học Đài Loan. Không có người giới thiệu. Hơn một tuần sau, thầy hồi âm cho tôi, hẹn tôi đến nhà thầy để nói chuyện. Tôi đã đến nhà thầy. Theo thời gian thầy hẹn đến nhà thầy, đầu tiên thầy hỏi thăm tình hình ở quê tôi, cũng còn một chút tình đồng hương. Hỏi tôi tình hình học tập trong những năm qua. Tôi thưa với thầy, thời kỳ kháng chiến trôi dạt không nơi nương tựa, chạy nạn khắp nơi, bị thất học 3 năm. Tốt nghiệp cấp 2, học được nửa năm cấp 3. Sau này không còn cơ hội đi học nữa. Rất muốn học nhưng không có cơ hội, nên muốn được dự thính môn của thầy. Thầy Phương nói, trường học ngày nay quý vị nên nhớ là 60 năm về trước. Thầy nói trường học ngày nay, thầy không giống thầy, trò không giống trò. Cậu muốn đến trường nghe giảng sẽ bị thất vọng lớn. Tôi nghe thầy nói như vậy cảm thấy rất đau lòng, bị thầy từ chối rồi, không còn hy vọng gì nữa. Chắc chắn khuôn mặt khi đó rất thê thảm. Mấy phút sau thầy hỏi tôi, thầy nói tôi đã đọc thư của cậu, bài văn cậu viết tôi cũng đọc qua rồi. Những điều cậu nói có thiệt hay không? Nghĩa là hỏi tôi chỉ tốt nghiệp cấp 2, có thiệt chăng? Tôi nói thiệt. Thầy nói sinh viên trường Đại học Đài Loan cũng không viết được bài văn như vậy. Thầy hỏi tôi có giấu thầy điều gì không? Không, tuy tôi bị thất học lâu rồi nhưng thích đọc sách, không rời sách. Cuối cùng thầy nói với tôi, chủ nhật hàng tuần cậu đến nhà tôi sẽ dạy cậu 2 tiếng đồng hồ.
Thầy đã dạy tôi học như thế. Học ở chỗ bàn tròn nhỏ trong phòng khách. Một thầy một trò chúng tôi, mỗi tuần học 2 tiếng đồng hồ. Tôi đã học triết học như vậy. Điều này tôi có nằm mộng cũng không dám nghĩ đến.